Chị Bình được anh Tuấn Vĩ đưa đi tắm luôn. Anh Tuấn Vĩ gội đầu cho chị không hay là ai gội? À, bác tắm ha. Em tưởng anh Tuấn Vĩ tắm cho chị chứ. Dạ hả? À, anh Vĩ ngồi ở ngoài. Chứ tắm xong rồi chải đầu xuống thấy nó tóc nó đẹp chưa? Chứ lúc này để chợm thấy nó không có đẹp. Nãy giống như là mình đang nóng ở trong người á, tóc nó chởm lên luôn á, nó dựng đứng luôn á. Bây giờ vậy là em thấy đẹp này, hiền lành nè, thấy thiền dễ thương nè, đẹp gái hơn á. Để Tân Lợi đang chạy vô mua đưa đồ ăn vô chị, đưa vô ăn xong rồi mình đi đâu đó đi ha. Này, hớt tóc đẹp nha, hớt tóc đẹp rồi bắt đầu mình đi chùa. Thưa các nhà, thưa quý vị, hôm nay thì Xuân Dũng sẽ cắt tóc, xuống tóc cho chị Bình để cho nó mát mẻ. Và Dũng cũng, chị Bình cũng biết được luôn là mỗi lần chị Bình á, một khi mà dần dội lên là chị Bình nó sẽ sử dụng tay để nắm cái tóc này giữ lại, xong rồi chị Bình tự đánh vào mặt mình. Đó, bây giờ Dũng khuyên mình ra đi cắt đi để cho nó ngắn lại là mình không nắm được cái chị Bình ha. Đó, mình không được mà mình tự đánh vào mặt được đúng không? Đó. Thì đây sẽ cắt cho chị Bình nè. Vừa mát mẻ, vừa mát mẻ này, vừa để cho nó tình tâm tình trí lại nè. Đó, để mình rồi còn không có từ để đánh vào mặt mình được nữa. Cái sản phẩm này là từ bên Cộng hòa Liên bang Đức gửi về, của một mạnh thường quân ở bên Liên bang Đức gửi về cho Xuân Dũng, kèm theo số tiền là 100 euro nữa để giúp cho hoàn cảnh nghèo. Và cái máy này cảm ơn cô rất là nhiều ạ. Bây giờ Dũng sẽ cắt tốt mai mốt thành thợ luôn. Cắt tóc là sát luôn chị Bình ha, sát luôn nha. Ok, bắt tay coi, bắt tay cho tay bác cái coi, bắt tay nhất tí nha. Sau đây siêu mẫu Nguyễn Thị Thanh Bình đồng ý cho Xuân Dũng được cắt tóc theo cái kiểu mẫu của ca sĩ Ngô Ân và các thầy ở chùa. Cười nó ra ha. Không sao. Ngược sáng, bên em nó ngược sáng. Thở nhìn nó biết không? Rồi em thấy giống như hồi nãy anh nói trước, hết cái kiểu đúng rồi. Cái kiểu đẹp. Tóc chị Bình á rất là dày và khỏe, nên là có đôi người ta căn cứ vào cái tóc đó, người ta đoán sức khỏe đó Dũng. Đúng rồi anh. Cái người mà tóc mà mềm đó là thường cái cơ địa nó không được khỏe, mà còn đối với chị Bình là cái gen, cái cơ địa của chị là rất là khỏe lắm đó. Người ta nói cái tóc là có con người, cho nên là tóc mà khỏe là chứng tỏ là trong người của chị cũng nhiều sức khỏe lắm nè. Đó, chị Bình thế nào để em nào dày đó, dày ghê chứ. Cái này đúng ra là mình phải sử dụng cái kéo để mình tỉa bớt nữa nè. Đúng rồi. Còn cái dây nóng, dây với dây nóng lắm chị Bình à. Dạ, nóng dữ dằn luôn á. Dạ. Rất chị Ngôn có mái tóc giống như chị Bình. Hả? Từ chứ. Hả? Chưa, đã cắt. Cao vậy đó. Cao cho má. Cao gì cho má thì mà đẹp nữa. Cao để cho nó ra tóc mới để nó đẹp hơn. Chị Bình à, ra tóc mới nha, cỡ tháng nó ra tóc mới à, ra tóc mới nó đẹp hơn. Cái giờ tóc này giờ nó cứng lắm. Tóc này giống chị biết không, mấy chục năm qua chị không có cắt á, nên ra khi mà chị để tóc như vậy á, giờ nó ra nó cứng, nó thô dữ lắm. Nó xấu. Anh Dũng cái ảnh ra tóc nó kẹp. Đúng ra là có kéo mà cắt bớt trước, tỉa mình phải tỉa bớt trước. Cái này chỉ gọi là làm đều, cái tông đơ là mục đích là làm đều. Dày quá đấy, nó tỉa đấy, nó tỉa sơ qua cái tông đơ nó kéo không nổi. Cái dày quá cái tông đơ mà kéo không nổi là nó cứng luôn nè. Mẹ tông đơ của em luôn rồi, bắt đơn chị Bình á, tóc còn cứng hơn cả. Anh Xuân Dũng hết cho chị Bình xong rồi hết dùm em nha anh Dũng. Dạ. Trời ơi. Không, cái cách này hay đó, bởi vì hồi nãy mình tính uống, mình có một cái là uống là đôi khi là tóc dài mà kia đó thì không có hợp với cái hoàn cảnh của chị. Hiện tại bây giờ trong ba anh em á, ba anh em bốn em đây, Xuân Dũng với Tuấn Vĩ với Ngô Ân thì chỉ có là một số mạnh thường quân á có gửi cái keo vuốt tóc về cho mấy anh em, thì mọi người để ý nè, có gửi keo vuốt tóc thì gửi cho Xuân Dũng với Tấn Lợi thôi, chứ đừng có gửi cho Ngô Ân với Tuấn Vĩ nha. Mấy anh không có xài. Tuấn Vĩ mà cho keo vô một cái là bắt đầu nó quíu tóc lại, nó véo lại, mắc cười lắm. Còn mà Ngô Ân thì đặc biệt đọc dễ thì không cần nữa rồi. Nên là đối với cái gì thì không biết, nhưng mà đối với cái keo vuốt tóc thì nhường hết cho anh Xuân Dũng với Tấm Lợi đi. Nhường hết. Chị Bình á, đợt vừa rồi á, kẻ sữa tắm của cô nhiều mình thường con gửi về lắm nè, kem dưỡng da nè, này cho em cái coi chị Bình. Em cho chi cho vô đấy ha. Ồ, nó cứng nè, không cháy nổ luôn nè, cứng. Tóc cũ á thì phải làm cho tóc này là cho nó đi, cái tóc cũ đi đã. Tóc này á là nó nằm ở trong đầu là mấy chục năm đây rồi, giờ nó cắt đi đã rồi xong nó mới ra tóc mới nó mới đẹp được. Ngày xưa em như chim sáo, sống lâu năm em thành công đại bàng. Nhìn em đi ngang cuối xóm làm tóc mấy bay má. Thằng Gia Huy à, con của tên là Gia Huy hay Gia Bảo ta? Gia Hào, nó cắt tóc đẹp, nó cắt tóc giống như bà Nụ luôn á. Nó cắt cho giống cái kiểu đó, nó cắt cho chị Bình này nè. Đẹp lắm, nó nào nó vào nó chỉ sờ đầu nó thôi mà coi. Nhìn em anh như này, cô bé kia chờ anh đi. Hot boy Thanh Bình. Hot boy Thanh Bình. Đây là hot girl. Hot girl. Cắt xong là mình đi cái chùa luôn là có lý đó. Nó khen tình chị Bình ha. Nó vui vẻ cho nó mạnh khỏe lên này, con đi Sài Gòn để đi chơi đi thăm mình, đi Đồng Sen đi siêu thuyền nữa chứ. Trời trời. Có cái ống cắm không ạ? Viên ra. Cái bộ đồ các cái giặt nó này nó hết thôi. Hả? Cái bộ đồ này chúng ta mình hoàn cảnh nó như thế nào em trình bày qua Zalo em nha, em gửi từng hát cho nghe chứ trời. Ai ra xứ Huế thì ra, ai về là về núi, ai về mà về Tam Giao. Nước sông Hương còn vương chưa cảm, sông ngàn tìm bằng chưa về. Người Tân Huế ơi, người Tân Huế xin nhớ quên rồi. Đúng rồi, chị Bình nhắc có nhớ lắm không đó mình... Chị Bình hát đây. Thôi không được, vừa hết tóc hát bay, tóc bay vào miệng à. Tức này chắc hết lên luôn hả? Đúng rồi, ngắn ngắn lên nè. Đó, hết lên kêu luôn. Đợi xong rồi xong đợi nón. Đồ nón đi. Đồ nón. Đúng được không? Đợt tới đi em sẽ mang cái áo choàng để hết tóc đi cho anh Xuân Dũng nha. Tốt quá. Áo choàng gì nó tóc từ bên nhiều quá. Nhiều dài quá. Dài. Gần xong rồi chị Bình nha. Gần xong rồi đó, chút xíu nữa thôi. Tóc dày quá. Xong cái này xong là ra tóc mới đẹp này. Lúc sau này mình mới uốn duỗi nó mới được. Không có ra nó dễ dậy hoài. Không đến thôi lúc làm vậy. Chút xíu nữa là xong rồi. Đó, hôm nay xong nè, tức là chị Bình đi tour nè, từ đây về sau là chị Bình khỏe nè, có quầy nữa nè, trong nhà ai cũng vui nè, ba mẹ vui, con cái vui nè, an tâm để mà đi làm kiếm tiền để chơi vợ trong tính tài lộc nè, đó, chị ha, chị Bình ha, vui để con cái nó tập trung nó làm ăn, nó kiếm tiền về để nó sắm vàng cho mẹ, sắm đồ cho mẹ để đi hỏi vợ cho nó nè. Tổ nghiệp tài lộc bây giờ nó còn lang mang ở trên Sài Gòn, nó đi mưu sinh ra nó kiếm sống đó, kiếm tiền, nó thương mẹ lắm. Nên chị phải cố gắng để mà ấy là đi hỏi giờ cho nó nữa, cái tổ nghiệp đó. Chị thương tài lộc không? Thương ha. Đó. Để thương nó thì phải cố gắng lên để mà con nó vui, để nó an tâm nó làm chứ làm cứ lo cho mẹ ở nhà. Nó cứ lo cho mẹ không à. Đáng lẽ nó có hiếu lắm đó, nó thương mẹ lắm đó. Đó, bây giờ nó kiếm tiền để về cho chị Bình sắm vàng với chị Bình để hỏi giờ cho nó. Gần xong rồi, ok rồi, gần xong rồi, chút xíu nữa thôi. Tốt lắm. Tốt hai cái máy có để mà xe này. bát nó đầy hơn là sát của chị. Chị Bình ơi, chị Bình nghe cái chuyện là đi ăn gà chưa? Vừa rồi á, anh Tâm Vĩ kể cái chuyện á, đi có cái ông kia á, ông đi lên trên Tây Ninh á, ông vô cái quán đó, ông nói là cho tôi một con gà. Chị Bình có biết ăn gà, hai ăn gà không? Ăn ha. Anh Vĩ, ông đó, ông lên trên Tây Ninh, ông nói cho tôi một con gà Tây Ninh. Rồi cái ông chủ quán nói, trời ơi, này bày đặt nó vô rồi kêu gà là kêu gà, còn gà Tây Ninh nữa, để tao đưa con gà Cà Mau nó có biết không. Vậy là ông đưa ra con gà Cà Mau, xong ra cái là ông kêu nói trời ơi sao tôi kêu gà Tây Ninh mà ông đưa gà Cà Mau kỳ vậy. Ông chủ quán nó giật mình hết rồi đó, sao này hay gì ta, mình gà nào cũng giống gà nào, tại sao mà ông không biết được gà Cà Mau với gà Tây Ninh. Xong rồi ông nói lần sau ông kêu ghé lại, thế là ông mới nói giờ cho tôi một con gà Tây Ninh. Ông ấy ông này xào nữa, để tôi đưa con gà Duyên Hải ra được, ông này không có biết gì gà Duyên Hải không. Trong đó ông vô ông mới đưa gà ra Duyên Hải, ông nói Duyên Hải, ông nói trời tôi kêu gà Tây Ninh xong lại đưa gà Duyên Hải ra chi vậy. Ông chủ quán giật mình đấy, ông chủ quán giật mình, ông nói trời ông này sao giỏi vậy ta, mình đưa gà Duyên Hải mà ông cũng biết luôn. Xong rồi ông chủ quán ông mới hỏi này, bây giờ anh cho em xin cái bí quyết là vì sao mà em đưa gà Duyên Hải lên anh cũng biết, mà đưa gà Cà Mau anh cũng biết. Ông mới nói tại vì tôi ăn nhiều quá tôi biết rồi, tôi chỉ nói sao biết, tôi chỉ ngửi phao câu là tôi biết rồi. Ngửi cái phao câu là tôi biết là gà này ở đâu rồi. Vậy là trong khi mà tính toán xong tiền ra, vậy là con bé đó là phục vụ ở quán đó, nó chạy theo, nó hỏi chú nói gì á, chú ơi con thấy chú giỏi quá, mà con á là con lên đây á con đi làm việc mà con không biết quê quán của các con ở đâu trơn á, giờ chú giúp con cái được không? Nó giúp làm sao? dạ chú người phao cô con cái cô con quê ở đâu để về tìm con cát. Chị Bình biết có chuyện không? Biết ha, con nhỏ đó là nhờ ông đó nhờ người phao cô của nó để coi biết là nó quê ở đâu á chị. Các chị Bình không cười đó, mình kể mình không có duyên sao đó. Mình kể không có duyên sao chị Bình không cười. Anh bị cười chứ, anh bị kể có chuyện này cười người ta cười lắm à. Mà sao chị Bình cười, chắc mình không có duyên cái cười chuyện cười rồi. Tại cô giận. Tại cho nó cô nó giận, nó cô nó giận cho nên là không cười ha. Ok rồi đó. Từ rồi để nó cái mẹ ha. Hai đứa giỏi quá anh Vinh mà cái đắt đuổi con đâu. Giờ anh Vĩ cũng hay lắm, thực ra đó người đó là anh Vĩ chẳng ai chứ á. Anh Vĩ mà giờ con cái là người phao câu là biết à, người phao câu là biết là người đó quê ở đâu đó. Mà bây giờ xong chứ để Vĩ kể chuyện nữa nè. Rồi nói chung là xong rồi anh. Xong rồi thôi để chúng khác ha. Đẹp rồi. Rồi. Cái đầu cái này á. Đúng rồi, kéo xuống. Rồi, đẹp đó rồi. Ok, nay vậy là tốt rồi, mát mẻ là sạch sẽ rồi. Người ta có câu á là nắm kẻ có tóc chứ ai nắm kẻ cọc đầu, đúng không? Cọc đầu làm sao mà nắm. Nói về cái em thấy nhột cái nè. Đó thì mình cười không, nắm kẻ có tóc ai nắm kẻ cọc đầu. Rồi tốt rồi, bây giờ tắm rồi rửa rồi mình đi chùa nha. Đẹp anh, từ để tóc rất là đẹp ạ. Xem thử là xung quanh nè. Tóc của chị Bình có đẹp không? Nhìn chị Bình cười thánh thiền chưa? Nhìn cười như hoa hậu chưa? Hoa khôi của Long Tòn à. Đó. Ồ đẹp quá. Ồ ai cắt mà đẹp vậy trời ơi. Ôi quá đẹp rồi, giờ đi tắm rồi đi chùa ha. Đó. Ai cắt cho chị Bình nữa? Anh vô. Rồi, cởi ra để đi vô chỗ tắm. A dục. Để ra. Quét đi lại. Dạ. Chị biết hết trơn, quét này kia. Quá trời đẹp luôn. Dạ, đỡ mẹ lên coi em. Bước lên nhá. Rồi, thưa cả nhà, bây giờ đưa bà ngoại với chị Bình đi thiền viện Trúc Lâm. Thiền viện Trúc Lâm hả? Thiền viện Trúc Lâm. À, thiền viện Trúc Lâm. À, lấy ra cho chị bước vô cái. Dạ. Lấy cái đó ra luôn. Rồi chị Bình vô ngồi giữa nha. Vô ngồi giữa. Đây. Rồi. Cái đó điện xong được, nhưng bỏ điện sau á. Chị Bình biết mình đi đâu anh bấm lên dùm em ta, còn ít em bỏ ra ngoài. Biết đi đâu không ta? Hồi nãy ở nhà nói rồi mà. Đi đâu nè? Đi chùa. Lời chạy xe máy nha. Đi chùa để mình lễ Phật, mình xin bình an chị ha. Rồi bắt đầu mình di chuyển nha. Đồ ăn đâu rồi? Leo lên xe. Leo lên xe, chuẩn bị hành trình đưa chị Bình đi lễ Phật.